Để các bản tin nhanh 24/7. Bé gái bật khóc thét lên bên cạnh thi thể người mẹ với nhiều vết máu. Theo ghi nhận chúng tôi, chiều tối ngày 2/4, công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân và truy tìm hung thủ gây ra cái chết cho chị Nguyễn Ngọc Tú, 32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương. Trước đó vào lúc 10 giờ cùng ngày, những người hàng xóm sinh sống tại khu vực chợ Phú Chánh, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có nghe tiếng khóc khá lớn của một bé gái ở tiệm tạp hóa gần khu vực chợ trên. Mọi người nghi ngờ có việc chẳng lành nên đã tiến hành kiểm tra nhà chị Tú thì tá hỏa phát hiện chị này đã gục quên vũng máu và đã ngừng thở. Ngay sau đó mọi người hô hoán, gọi điện thoại thông báo cho cơ quan chức năng. Cơ quan công an đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng. Thi thể chị Tú sau đó được chuyển tới bệnh viện để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Theo một cán bộ điều tra cho biết, chị Tú bị chém nhiều vết bằng vật sắc nhọn vào phần đầu dẫn tới tử vong. Chị Tú sinh sống cùng chồng và hai con gái, cháu lớn 8 tuổi, cháu nhỏ 3 tuổi, chồng đi làm công nhân tại công ty gần nhà. Thường ngày chị Tú mở tiệm tạp hóa bán trông con gái 3 tuổi của mình. Chồng chị Tú chở con gái lớn đi học rồi đi làm. Hàng xóm cho biết trước khi xảy ra vụ án, họ thấy một nhóm thanh niên lạ mặt đi quanh khu vực. Tuy nhiên, ở đây gần chợ, nhà chị Tú bán tạp hóa nên khách ra vào thường xuyên, mọi người không ai để ý. Cho đến khi bé gái 3 tuổi con chị Tú khóc lên thì tới kiểm tra phát hiện ra vụ nói chuyện nói trên. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này, hẹn lại video tiếp, nhớ like, share và subscribe.